Xin chào các bạn đến với kênh Cao Thanh Nhanh Official. Hôm nay chúng ta sẽ bước đến chủ đề có tên gọi Tệ hơn hay tốt hơn qua hai giọng đọc Kim Phụng và Quốc Ngợi. Những cản trở và thất bại trong cuộc sống có thể khiến bạn tồi tệ hơn hoặc trở nên tốt đẹp hơn. Bạn phải chọn hoặc là bị nó đánh bại hoặc là học hỏi từ nó. Bạn phải chọn hoặc là chịu đựng nó hoặc là phát triển mạnh mẽ vì nó. Câu hỏi ở đây là bạn sẽ chọn cái gì? Đó là một lối suy nghĩ. Chiến thắng hay thất bại trong cuộc sống đều là một lối suy nghĩ. Bởi vì cách duy nhất bạn có thể chiến thắng thực sự hoặc đánh mất tất cả đều diễn ra trong tâm trí của bạn. Nếu bạn nghĩ về cuộc sống theo hướng tích cực hay tiêu cực thì đó chính là một lối suy nghĩ và một sự lựa chọn. Cho dù bạn có suy nghĩ một cách tích cực hay tiêu cực về bản thân mình thì đó cũng là một lối suy nghĩ và là một sự lựa chọn. Làm thế nào bạn có thể giải thích cho anh chị em mình hiểu rằng các bạn được nuôi dạy theo một hướng như nhau, nhưng chất lượng cuộc sống và kết cục sau này lại hoàn toàn trái ngược nhau? Đó chính là lối suy nghĩ. Làm thế nào để bạn giải thích cho những ai đang thoát khỏi cảnh nghèo đói, những ai hoàn toàn chấp nhận chịu thiệt từ môi trường của họ? Đó là một lối suy nghĩ. Hoàn cảnh sống của bạn không nói lên được con người bạn. Những người bạn không chọn để cùng trưởng thành thì không thể định rõ con người bạn. Bạn có sức mạnh, bất cứ chuyện gì đã hoặc sẽ xảy ra với bạn, không ai có thể lấy đi sự tự do trong chính tâm trí của bạn cả. Bạn có sức mạnh. Những cản trở và thất bại trong cuộc sống có thể khiến bạn tồi tệ hơn hoặc trở nên tốt đẹp hơn. Vậy hãy chọn tốt đẹp hơn đi. Bạn sẽ chọn hoặc là bị nó đánh bại hoặc là học hỏi từ nó. Hãy chọn lọc hỏi từ nó. Bạn sẽ chọn hoặc là chịu đựng nó hoặc vì nó mà trở nên vững mạnh hơn. Hãy chọn trở nên vững mạnh hơn. Bất cứ thứ gì bạn trải qua, hãy tận dụng, đừng lãng phí nó. Hãy tận dụng nó, học hỏi từ nó, trưởng thành từ nó và hãy lấy nó để làm gương cho chính bản thân mình. Nâng cao tâm trí của bạn. Albert Einstein từng nói, chúng ta không thể giải quyết những vấn đề với cùng một suy nghĩ mà chúng ta đã sử dụng để tạo ra chúng. Những suy nghĩ, niềm tin, tâm trí mà bạn đạt được lúc này không đủ để đưa bạn đến nơi mà bạn có khả năng đi. Những suy nghĩ, niềm tin, tâm trí mà bạn đạt được lúc này không đủ để đưa bạn đến một vị trí cao hơn trong cuộc đời bạn. Nếu bạn muốn cuộc sống mình tốt hơn thì chính bạn phải trở nên tốt hơn. Nếu bạn muốn bản thân tốt hơn thì những sự lựa chọn của bạn phải tốt hơn. Những gì đặt vào tâm trí của bạn cũng phải tốt hơn. Nếu bạn muốn có thể trạng và tinh thần tốt hơn, bạn sẽ không thể nuôi dưỡng cơ thể và tâm trí của mình với cùng những thứ tạp nham mà trước đó bạn đã dùng để nuôi chúng. Bạn phải tiêu thụ tốt hơn và sống tốt hơn. Sẽ không hay chút nào nếu cứ đứng mãi một chỗ. Bạn có thể đã đi một chặng đường dài, nhưng đã không đi xa đến mức này, mà chỉ đến mức đó thôi. Hãy đánh giá đúng quãng xa mà bạn đến, sau đó nghiên cứu rằng cần phải leo đến đỉnh núi kế tiếp hay là bao xa. Hãy đào sâu trong chính tâm hồn bạn, bởi vì thậm chí bạn đã không tiến gần tiềm năng của bản thân. Bạn muốn trở nên tốt hơn, vậy thì hãy cam kết rằng mình sẽ sống tốt hơn. Bạn thật sự phải cam kết trở thành một học viên trọn đời, một cam kết lâu dài để trưởng thành thông qua việc học hỏi và tìm hiểu đến mức độ cao hơn của bản thân. Hãy học hỏi từ những người thầy tuyệt vời, nhưng cũng nên học hỏi từ chính mình, thành công và thất bại của bạn. Tìm kiếm sự trưởng thành đó thông qua sự tự tin và tự giác phát triển. Đừng hy vọng điều đó sẽ dễ dàng nhé. Einstein cũng từng nói rằng, những tâm hồn lớn thường hay gặp sự đối chọi dữ tợn của những đầu óc tầm thường. Sẽ có những người bên cạnh dìm bạn xuống, còn những người thiện chí sẽ khuyến khích bạn ở lại vì sự an toàn của bạn. Với một ý định tốt, họ sẽ muốn bạn phàn nàn về hoàn cảnh của mình hơn là phải chịu trách nhiệm. Một số người có thể không đồng tình với những thay đổi mà bạn đang thực hiện. Nếu bạn muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn thì bạn phải trở nên tốt hơn và không bao giờ có sự bào chữa. Điều tốt đẹp sẽ không bao giờ đến nếu có sự đổ lỗi, mà nó sẽ đến khi bạn có trách nhiệm.
Vì vậy, hãy nhận mọi trách nhiệm đó cho mọi thứ liên quan đến cuộc sống của bạn và bắt đầu với tâm trí của bạn. Hãy biến đổi và làm mới tâm trí của mình. Khôi phục tinh thần của bạn để đạt những mục tiêu mới mẻ và vĩ đại. Những mục tiêu mà chắc chắn bạn sẽ phát triển bằng cách tiến về phía trước nếu bạn đạt hoặc không đạt được chúng. Và phần thưởng không phải là thành tích mà là sự trưởng thành bạn nhận được thông qua việc thúc đẩy nó. Phần thưởng là chính là sự kiêu hãnh đến từ sự trưởng thành của bạn. Với điều kiện là nếu tôi sống cuộc sống mình tốt hơn thì chính tôi phải trở nên tốt hơn. Nếu tôi muốn bản thân tốt hơn thì những sự lựa chọn của tôi cũng phải tốt hơn. Những gì tôi nuôi dưỡng trong tâm trí mình cũng phải tốt hơn. Phải tiêu thụ tốt hơn nếu muốn bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn. Bài đọc của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn ở những số tiếp theo.